cháu ruột luôn á. Đưa đây. Trời ơi. Lại liên lạc qua lại hoài. Cứ hồi ông con. Mấy anh này anh liên lạc không có anh la tao. Ai dám làm Dũng? Của anh Dũng làm những làm với em biết đâu mà để thừa em nữa. Phải như ngày xưa nó nghe. Dạ, khó quá. Động tới là thấm dạng, thấm chạy không, nó chạy không chứ đâu có đi đâu. Chị Will lên Dũng ngon rồi không nha? Ngon chứ. Ừ. Rồi mày đi ra đi, đặt đi, ra đi. Nó nhăn, cập kinh khó đi mà đặt cái vậy. Có cần anh Dũng nhắc rồi đi. Rồi Vinh hỏi xem nó nhả xuống luôn. Ô kia đi, rồi kia đi. Rẽ tí ra vô. Đồ gõ mèo này. Anh Dũng đi, anh mua cái mới cho em. Dũng giờ đại gia mà muốn mua gì nó mua. Đại gia đâu đi chỗ nào? Quá trời gia đình. Quá vui vẻ. Cạo em cạo. Ngay lúc này gặp bà ngoại đang ngồi ăn cơm cùng gia đình anh Dũng. Trời ơi, này là bé ăn thôi nha anh Dũng. Anh Dũng làm gói ra ăn đây. Rồi. Hấp dẫn rồi. Chúng ăn cơm với tôi nè anh Dũng nè. Ăn đi. Cá này mua chắc cả ký lô à, cá bự à. 50.000 bạc. Ồ ghé ha. Ký mấy lô ha. Dũng gói kìa. Sao hôm nay gói cho Thấm ăn dạ? Thấm chắc không biết gói. Biết. Rồi ngoại ăn gì Will, coi ngoại coi ngon đồ không, chấm đồ lên. Ôi con Dũng. Rồi rồi con Dũng rồi. Tới luôn rồi, tới luôn rồi. Rồi. Có chừng văn cái hàng văn á, không có. Ủa, nè. Ăn rồi kìa. Ngon mấy ha. Bà Quệ có gì biết làm lắm á, chứ dẫn đâu. Hồi xưa làm đầu bếp hả chị Quệ? Tại sáng giờ ngoại làm nha. Ngoại làm hả? Ừ. Ừ, ngoại làm. Hồi sáng mà ngoại dọn dẹp rõ ràng nha. Thấy ở đây là trời chứng kiến á, có. Sáng ngoại làm cơm đó. Đó. Giờ có bà ngoại bà Quệ khỏe ha. Rồi gù quá trời rồi anh Dũng. Nước mắm làm cũng thơm lắm. Mắm chanh hả? Mắm chanh. Thôi lại thấy có cái bàn ăn cái hợp lý không? Lịch sự không? Rau đồ sắp rồi ha, bài bản quá trời ơi, rau xanh ôm ha. Mèo. Trời ăn một tiếng mèo kêu nó đã thì lý tưởng thì. Cái bàn này đem xuống sông ngâm là bỏ luôn. Bỏ không được, dán ép mà. À. Là nó mọc sạch sẽ thôi. À. Hôm bữa có miếng lót đâu không thấy hoài. Cái miếng lót nó dẹp đâu mà không biết. Rồi, hơi dài bánh tráng. Quá dài quá ăn ngoài không đứt luôn rồi. Đó mình không giống nước nhẹ sơ một cái. Bánh tráng nó bánh tráng giống nước mà. Đúng là bữa cơm gia đình luôn ha. Ha. Cái ruột đó đồng. Quên anh Chiến ăn cơm nè, anh về nè ăn cơm luôn. Ăn. Gột cái đồng bằng thích lắm á. Ừ. Đồng bằng lên gột đồng bằng ơi. Okay. Anh lên ăn gột nè. Gột nè anh đồng bằng ơi. Anh đồng bằng. Ăn đây, ăn đây. Mời. Ăn mà còn đi nữa. Ăn đi nữa, ăn đi sao bạn. Ăn rồi sao đi. À, đây là bữa cơm gia đình của anh Dũng nha. Quá vui vẻ rồi. Anh đồng bằng ơi. Bữa cơm của gia đình ha. Đi, cái mày. Trời ơi, ngoại chơi nhúng luôn rồi. Kiểu mới luôn rồi. Ngoại uống nước canh nè. Sao rồi, không lấy cái chén anh uống miếng bánh chén gói dễ. Mèo. Làm gì chó la dữ vậy anh Dũng? Đồ ăn cái gì vậy? Quá, anh đầm mặn dữ. Cái chén này để cho ai vậy? Cúng rồi còn dữ. Cúng ha. Nhà vui quá, cảnh gia đình quá xum quầy ha. Thấm ăn ngày mấy chén? Ba chén ha. Ồ dữ vậy. Ba chén luôn rồi. Ờ. Hôm giờ quay chứ cả nhà chưa thấy cái bữa ăn của gia đình Dũng nè. Đầu thấy quay cái bàn review các bạn. Nay là đầy đủ bà ngoại nè, anh Dũng nè. Thắm Quệ là hội tụ lại hết ha. Cho bữa nè. Ngon lành cao gáo cho khỏe khỏi khum khum khó ăn á. Lần đầu thấy cá gì? Cá nấu canh mà gói bánh tráng ăn luôn á. Cá hấp ha. Cá như kiểu nấu canh cải mà gói bánh tráng luôn, dữ dằn thiệt. Này bà ngoại làm nha. Xum bầy quá ha. Nhìn cái này anh về bển anh kêu vợ nấu cái này ngon lắm á. Vậy hả? Ừ. Cái này mới thấy luôn à. Không mới thấy vậy trời được. cái này hồi xưa vợ. Ừ. Mới đây đâu. Anh xuống nè. Ừ, ăn đi. Ngon quá ha, thấy bên nhãn ngon ha. Ủa, trời ngon rồi.
trái ngựa mèo đem vô hấp luôn quá. Dũng thương mèo. Dũng thương đụng cho. Rồi bất ngờ có ai tìm anh Dũng ơi. Có gì không? Có gì không? Có cháo, đưa cháo. Cháo gì vậy? Rủ vô cơm luôn. Cơm mày. Con bà nào? Con bà thứ ba. Bà thứ ba hả? Bà được cái bàn bữa hả? Ừ. Kêu vô cơm nè. Cơm nè. Có gì kiếm gì không? Thấm rồi vô ngồi chơi đi cưng. Cơm đi. Vô ngồi ăn kìa. Đi đâu ạ? À? Đi đâu ạ? À? Thăm. Thăm anh Dũng. Đi rồi. Đi thăm Tâm. Này rừng mồi này ăn còn 2-3 chén. Chén không thấm đâu. Nhiều cơm nữa là thôi á. Ăn cuốn này tôi nghĩ. Này nấu cơm nhiều dữ trời. Ăn ít ăn nhiều cũng vậy ngoại ơi, ăn cho hết đi. Ăn đi, ngoại cũng ta thấy ngoại ăn rồi. Sáng tôi ăn cháo rồi. Cháo vô nữa nha. Nó cỡ gì không ăn? Ăn ít vậy. Đâu không nào? Cái gì? Ăn gà không gà nó lại. À. Không nhớ lại không? Không. Rồi bà ngoại đã dừng cuộc chơi. Cơm múc rồi sao không ăn? Để lát tao nói chuyện cho mày nghe này. Ở đó đi. Chuyện gì đó? Thì ở đó đi. Nói đi. Lúc cậu Năm nói chuyện nè. Thôi rồi, ơi. Mới chị ra nó hẳn nó ghé đây nè. Hồi nào hẳn ghé đây nào? Hẳn nó không thấy nào tao nói nó không chuyện qua. Hồi nào? Ở ngoài nè. Của Thảo. Cho đây. Cho cháu ruột luôn á. Đưa đây. Trời ơi. Ủa, lại liên lạc qua lại hoài. Cứ hồi ông con. Ủa mà anh này anh liên lạc không có mà anh la tao. Rồi, ai dám làm Dũng? Thôi, của anh Dũng làm những làm với em. Thôi. Biết đâu mà để thừa em nữa. Ăn nhiều là rồi đó. Gia đình ăn thấy đầm ấm ha. Còn nó đi ăn mới vậy. Bình thường đi làm gì trời? Ừ. Ăn cho hết mồi đi chứ. No rồi đó. Thì đơn giản hả? Vậy tính ra anh Dũng ngày ăn thức lắm gạo. Ăn đơn giản hả? Còn cơm nguội á. Đua quá trời. Mỗi chén này để cúng mà làm gì vậy? Cúng. Cúng không để đũa rồi sao người ta bóc hả trời? Cái vậy? Đũa đào á. Trời quá. Ừ ngày đó nó đâu mở lại sinh nhật anh Dũng. Đâu con mà. Thôi. 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 Thôi, đừng có hóa tôi. Kỳ vậy? Kỳ vậy trời? Bất ngờ con của đúng chị ba gọi anh. Cắn rồi, cắn rồi. Vậy. Bạn ăn cơm mà. Thôi. Ủa, ra đẩy ra. Rồi. Cái gì anh Dũng? Cảm sữa lại trả quạt cho mình. Cái quạt nào đâu? Bỏ trên quạt lại mắt. Quạt gì hư nữa rồi? Hưng. Đâu kìa. Xe này lại cho anh ta. Đưa coi. Rồi. Mày ta lấy nữa. Đã khử cái kia ra à, cắt đó rồi sao chả ai lấy. Cắt dây điện người ta gọi ai lấy nữa. Cắt dây điện rồi ai lấy. Cắt dây điện không trả được đâu. Không trả được đâu. Được. Sao được. Được. Tính cắt con ta rồi hay cho nhận nữa anh. Không không được. Được. Đó là mặt kẹp sẵn. Kẹp. Kẹp sẵn phải không? Tài bình phải không? Tài bình. Ờ cái sẵn rồi. Ừ. Anh Dũng mà trả là phải nhận thôi, không được nào cãi được. Ủa, để rồi ăn này đi. Cháu là con bà ba hôm bữa ha. À, con của bà thứ ba. Cái bà ờ, thăm bằng thôi luôn à. Rồi con của ba. Rồi sao nay mẹ sao cái con lại đòi nợ. Đi như lắm nợ quá. Thăm ăn vậy là mừng rồi. Ờ lâu lâu mới ăn lần. Ăn được có sức khỏe mà. Thăm ăn lấy sức chuẩn bị. Ồ mẹ. Sanh em bé. Ngay lúc này. Ồ. Chị á, tiếc nhưng mà anh cắt banh của người ta kìa kìa. Rớt nắp, hở be, hở rộng anh lại đổi. Đổi rồi người ta bán ai. Mấy anh yên tĩnh cho Thấm ăn đi trời. Thấm nay giờ không lên tiếng đó. Để Thấm lên tiếng là Thấm căng lắm á. Đây mồi ngon ha. Nước mắm hực lên thơm phức ha. Nó vẫn chơi là nó. Nó ngon giờ. Nhau ăn nha, hai sao bữa chén. Có chị Quê nãy giờ ba chén rồi. Quê làm luôn chén cơm cúng luôn. Làm luôn rồi, chắc chắn là chị Quê gửi chén rồi. Quê ăn ba chén rồi, Thấm ăn bốn chén rồi. Không đợi, người mất bị bán tệ mưa tin không?
quá ngon. Bán đồ luôn, bán đồ luôn cho ta, nó giặt thầy cũng vậy. Thôi, chứ thầy bé ơi. Lo quay chứ thầy quay. Mày ăn đi, mày ăn đi. Rồi, đây. Cái quạt ngon mà. Làm sao đứng rồi? Bị quan nó bị quơ 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 rồi đó. Không, ý là nó ban hồi nãy ban quạt mà sao. Sao chưa? Đó, bóp lại cho em ta. Rồi em trả cho anh, cho anh đổi. Đổi lại kêu quá trả. Đổi quạt khác nó bị quan cái cốt nè. Anh giờ nổi bằng rồi, nó bị quan đó. Xíu rồi, bấy quan thấy rồi kìa. Cái con treo nè. Thầy bình mà. Mua nói vậy á, này chắc mua trưng nó xíu rồi nè. Còn cây nữa đây nè. Từ từ. Qua nay mà bây giờ cái nổi. Nằm ngọ vậy. Mẹ mà. Có tháo tay bên chưa? Đừng có đâu, có bình này chịu không nổi đâu, nó dễ. Ui. Em ta đâu có tháo. Hai cây, cây kia đâu? Nè. Cái gì? Đâu phải ông nội, cái kia kia, còn cây nữa. Cái nào? Rồi, còn cây kia nữa. Anh đang quay phim, anh chửi như vậy, tự gắn đi, dục. Hãy tính như vậy coi. Rồi đưa lại. Bóp vô ta rồi. Trả lại đi bóp. Bên này nè mới đúng. Bên này của người ta mới đúng nè. Bóp lại. Đổi quạt lại. Phải được cái năng lượng sạc bình luôn. Đổi quá. Bữa giờ cho đây thì sao cũng đẩy đẩy 4 triệu lên 4 triệu là cho 3 triệu cái triệu trước triệu rưỡi qua cho nó đó là đúng rồi. Hôm qua đó chứ không rồi. Nè, nè, nè. Cháu lấy cái quạt này đi luôn. Thắm. Cho không? Kìa. Yeah. Cho anh đi Thắm. Thắm nó vàng mấy chén rồi ta. Nay Thắm có bữa cơm ngon á, ăn rồi nãy giờ 8 chén rồi nha. Nãy giờ mày ăn mấy chén rồi? Nãy giờ Thắm ăn 8 chén rồi. Không, mày nãy giờ 8 chén rồi chứ ít gì không? Quá trời. Thắm từ từ ăn không có hói. Ừ, ừ. Quá ngon. Quá ngon ha. Ăn cơm mà dính mép luôn kìa. Ừ. Chưa là chó sen á. Chỉ liền á. Ghi quá à, chỗ ta ăn nó ghi quá. Rồi, nghỉ luôn, giận luôn rồi. Giận rồi, 3 tiếng luôn mà giận. Rồi, giận rồi. Từ từ nè, đứng từ từ. Ngay lúc này chị Quỷ là người ăn, cái nay là 5 chén. Tất cả trên bàn 4 người đã xuống. Chị Quỷ vẫn còn ăn. Là người quá ngon thắng. Mà. Ừ. Chị Quỷ thử thách ăn còn chén nữa nghe chị Quỷ. Ăn không nói luôn kìa. Không cần nói được cầu của em kìa. Ăn cuối cùng là rửa chén đó. Đó nè nha. Ngon dữ hơn chị Quỷ. Ho luôn. Từ từ nha, không có ho luôn, sặc luôn. Và rồi chiến thắng cuối cùng đó là Quỷ.